Hey, xin chào các bạn đến một video mới của Noah Running nhé. Mình giới thiệu thêm cho người một chiếc vest chạy bộ, thì đây một chiếc vest mới về bên em. Hôm nay mình sẽ quay cho người xem là một chiếc vest mới về bên em mà có những gì nhé. Thì trước khi quay chiếc vest này, em muốn giới thiệu luôn cho mọi người những chiếc bình nước có thể tối ưu được cho cái vest này. Thì ở bên em có một chiếc bình, đây chiếc bình mềm nhé, 250ml. Đây mọi người nhìn thấy 250ml đó. Đây là một chiếc bình mềm đang cực kỳ là thích và nó cũng cực kỳ chắc chắn và cũng tiện dụng mọi người ạ. Mọi người chỉ cần nhúng vào đoạn đầu này nó sẽ ra nước và mọi người có thể uống luôn nhé, không cần phải đóng bỏ lắp như những cái chai nước bình thường mọi người mua đâu. Đó thì đây là một chiếc bình mềm này cực kỳ tiện dụng và nó cũng chống rò rỉ một cách cực kỳ chắc chắn luôn. Đây em sẽ vặn cho mọi người xem nhé, không thể nào mà rò rỉ được luôn. Đây mà gần hết sức để em bóp ra để xem cái chất lượng cái áp lực cho vào mà nó không thể nào là ra tí nước nào bên trong nhé. Đó em có thể nhìn thấy này, thì cái bình này và bên em đang có là ba loại. Đây là một chiếc bình 250ml, ngoài ra có thêm một chiếc bình đây, chiếc bình 500ml này. Đó thì nếu mọi người dùng đai thì mọi người cũng không nên dùng cái bình 500 này đâu, mọi người dùng 250 đủ rồi cái đai chạy bộ ấy. Còn nếu mọi người dùng vest thì em khuyên là mọi người nên dùng những cái bình to như 500ml hoặc là bình lít rưỡi này. Đây là một bình lít rưỡi này, kiếm sẽ quay trực tiếp cho mọi người nhé. Thì cái này nó có ống hút và nó có cái đo mực nước ấy, thì mọi người có thể dựa đây mọi người sử dụng. Thì cái này nó sẽ fit luôn với cái vest chạy bộ này nhé. Đó, trước em quay một cái vest rồi đấy, nhưng mà cái vest đấy thì lần này em cũng có ở kia, nhưng mà em sẽ áp lại những cái video trước, còn em sẽ quay lại cái vest nữa. Em mới giới thiệu thêm cho mọi người cái vest này. Đây là chiếc vest em thấy cực kỳ đẹp luôn. Đây mọi người nhìn thấy này, cái phần họa tiết của nó cũng là cái phần là vải của nó này, chống nước 100% này. Đó, phía sau phía trước đây nó thêm một chiếc túi này, em sẽ quay cho mọi người tổng quan trước nhé, còn em sẽ review chi tiết vào trong. Đó, đây một chiếc đai của nhà Isotone, mọi người có thể biết cái hãng này từ trước. Cái hãng này nó cực kỳ là chắc chắn và xịn luôn đấy. Cái đai phía dưới này để cho mọi người khi đeo vào cực kỳ chắc chắn đó, mọi người khi đeo vào chỉ bỏ này ra thôi đấy, xong rồi về mặc vào nhé. Đây mình sẽ quay phía trong luôn. Đây cái phần lưới như cái tổ ong này sẽ giúp cho mọi người khi nếu mà ở phía sau bị thấm nước thì nó sẽ giúp thoát nhanh hơn nhé. Đó, thoát và nó khô nhanh hơn. Đây mọi người nhìn thấy này, nó tạo những cái lưới nổ tổ ong này để giúp cho mọi người khi dính nước vào thì nó sẽ thoát ra nhanh hơn. Đó, thoát và làm khô thoát nhanh hơn. Đây em sẽ cho mọi người xem những cái túi, cái túi đi, những cái túi này cực kỳ là nhiều luôn. Đây một túi này, một túi ngoài này, thêm một túi ngoài nữa. Đó, trên đây thêm một túi nữa để đựng bình nước mềm và thêm một cái dây này nhé. Cái dây này để giúp cho mọi người khi đựng bình nước thì mọi người có thể là mọi người hít nó vào, hít vào là và mọi người chuyển hít vào này, người bóp cái đầu này để hít vào. Đó thì cái bình nước này cực kỳ chắc chắn luôn, không để nào mà rơi ra được. Thì đây là mấy cái hiệu năng cực kỳ thích ở trên chiếc vest này. Ngoài ra nó còn thêm một cái còi này để giúp cho mọi người là khi chạy bộ ấy thì nó sẽ an toàn hơn và mọi người cũng nhận xem mọi người có thể cú cái còi này lên cho các bảo vệ cái khu rừng ấy thấy. Đó thì đây là một chiếc vest cực kỳ thích luôn. Đó, một cái vest em cực kỳ tâm đắc ở nhà Isotone luôn. Đây phía trước đi, đây bên này cũng thế thôi, bên này nó còn thêm một chiếc khóa này, thêm một cái móc, móc ngoài nghĩa là móc để đựng chìa khóa nhé. Đó, ở đây còn thêm một cái túi chìa khóa. Ở đây cũng giống bên kia thôi, đây nó thêm cái túi để đựng bình nước mềm hoặc mọi người đựng là cũng dính được. Phía trong đây họ cũng tối ưu thêm một ngăn nữa nhé. Thì cái phía trong này thì mọi người có thể đựng tiền hoặc các vật dụng có giá trị khác thì mọi người có thể đựng vào đây nhé, cực kỳ là thoải mái cho người đựng đồ khi mọi người chạy trêu hoặc người đặt xe luôn. Đây, đây em sẽ quay mặt phía trước nhé. Phía trước thì nó có hai cái dây này là hai cái dây đeo gậy mọi người có thể sử dụng. Đấy, ngoài ra nó có hai cái bên là hai cái dây đeo gậy. Ở trước này thì nó sẽ có những cái đường dây này để trang trí thôi. Đấy, ở đây nó cũng có thêm hai những cái dây nữa nhé, mọi người có thể tận dụng vào để mọi người trang gậy hoặc mọi người trao đồ khi mọi người đi chạy hoặc đi xe nhé. Đây mọi người trao đồ dưới đây này, gậy mọi người luồn qua dưới phía dưới này nó có hai cái dây bằng nhau nhé, mọi người có thể trao gậy qua. Đó phía trong này, trong em cực kỳ thích. Đây là một chiếc vest mà 10 lít, mọi người có thể sử dụng được bất kỳ thứ gì luôn. Đây cực kỳ rộng rãi, nó sẽ có tầm khoảng hai ngăn phía trong thì một ngăn to ngăn bé nhé. Đó phía trong đều là kiểu tạm vải mưa hết. Đấy, cái vest này nó sẽ chống nước, em nghĩ là chống nước hoàn toàn luôn đấy. Đó, mọi người đựng những cái gì vào đây thì phía ngoài nó sẽ chống nước và phía trong nó thêm một cái lớp nữa. Đây này nó sẽ có hai lớp nhé, em sẽ bóc bóc tách trong này này. Đó hai lớp cực kỳ là to luôn. Đó mọi người đựng gì cũng được. Đây ngăn trong cũng rộng và nó ngăn cách nhau bằng một cái tấm vải như cũng như vải mưa luôn. Đó. Đây em sẽ cho chiếc bình 1.5 lít mà thử xem nó vừa nhé. Đây vừa kít với mọi người ạ. Khi mọi người chạy mọi người chỉ cần luồn cái dây ra đây, xong mọi người cho cái bình nước vào, mọi người đeo lên thôi. Đó đấy, em sẽ đeo luôn cho mọi người xem nhé.
trải nghiệm luôn. Chiếc màu đỏ em cực kỳ thích luôn, thì màu này cũng là chắc là màu độc nhất trên thị trường rồi. Để đeo lên nhé, thì em sẽ quay luôn cho mọi người hai màu khác đây, cực kỳ dễ đeo và gọn nhẹ luôn. Đây, người ai cũng có thể vừa nhé, cái này không theo size của nam của nữ đâu. Đấy, người thích vào thôi, người thích chặt dùng cho nó chặt mọi người ạ. Tiền còn đây phía sau này, phía trước này nó còn một cái dây nữa, dây ở đây đây, thì mọi người chạy hoặc mọi người chạy càng dài thì mọi người nên cài cái dây vào nhé. Nó thì kia chắc chắn luôn, đây em vẫn chưa cài chặt thì nó cũng hơi lỏng một chút. Đây phía sau nhé, đây phía trước này, đây cực kỳ xịn, được hai bình nước ở đây nhé, phía sau này đây, màu cực kỳ nổ luôn, và nó có những phần phản quang, rất nhiều phần phản quang cho mọi người sử dụng nhé. Đây em đang soi đèn vào những phần phản quang đây, đây ở đây, đây nó thì đây là một chất đan cực kỳ thích luôn. Ngoài ra màu đỏ thì em có thêm màu xanh lớp biển, xanh biển hoặc màu đen, thì hai màu này cực kỳ đẹp luôn. Đó, màu xanh biển nhé, đây màu đen nữa, đây đây màu đen cực kỳ nổi luôn, rất nhiều phần phản quang cho người giúp mọi người chạy toàn hơn. Đó, màu đen này, đây mình sẽ quay lên nhé. Đó, phần phản quang một, tất cả các điểm mình đều phản quang hết rồi, logo phản quang phía sau phản quang theo nhé. Đó, đây tất cả logo và những cái phần này đều có phản quang hết. Cái màu đen này cực kỳ sạch sẽ luôn. Đây cái màu đỏ, đây cái màu xanh nước biển, cực kỳ đẹp luôn, rất nhiều ngăn. Đây, quay cái trọng này chắc như thế này, nó cực kỳ chắc chắn luôn. Mọi người cài những các cái dây ở này vào thì cũng rất chắc chắn rồi. Trên đây là clip em giới thiệu thêm cho mọi người một chiếc ghép chạy bộ, thì có rất nhiều giả trị trêu mọi người có thể quan tâm mọi người đến tiến linh thế giới nhé. Cảm ơn mọi người theo dõi đây, chào mừng các clip theo nhé, bye bye mọi người.